Xin chào các bạn, mình là Mạnh Hùng Gara. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách lắp phớt của hộp số máy xúc Hồng Gia 96 các bạn nhé. Hai phớt được làm trong của mặt bích giữa hộp số và trục cắt đăng. Lưu ý khi mà lắp phớt thì phần chữ của phớt được hướng ra ngoài, phần lợi của phớt và lò xo được hướng vào trong. Để khi mà áp suất dầu của hộp số nóng mà lở ra thì cái lợi được bóp vào cái trục của hộp số, trục kín. Công việc của Mạnh Hùng Gara là lắp với khoảng trống giữa cái sàn của máy và cái lèn nó rất là hẹp các bạn. Muốn lắp được cái này dễ dàng, người ta nên có bệ. Vì bệ của Gara Mạnh Hùng hôm nay là có cái máy lưng đã nằm ở đấy rồi, hỏng không kéo ra được, cho nên là mình phải làm ở cái vị trí hẹp như thế này. Khi lắp mặt vít vào trục thứ cấp rồi thì ta lên đập gioăng và bôi keo để chống rò rỉ dầu ra ngoài. Vì dầu mà không phải dầu cầu các bạn ạ. Với máy xúc kia thì người ta đổ dầu động cơ của máy, cho nên là độ loãng và nó rất là cao, cho nên là rất dễ chảy dầu. Khi mà chảy dầu thì làm cho công suất của máy khi xúc thì nó không bám tải, trơn trượt. Khi mà máy bị trơn trượt thì ta nên nghĩ đến kiểm tra dầu hộp số các bạn ạ. Khi lắp hộp mặt bích rồi, vào hộp số rồi thì ta tiếp theo thì ta sẽ lắp phanh cắt đăng. Lưu ý là có 4 con bu lông hình chữ nhật, cho nên là ta xoay làm sao cái hướng của cái má phanh phía dưới, tránh lắp đi lắp lại và mất thời gian. Lưu ý tiếp theo là khi mà ta tháo tất cả các chi tiết thì ta ghi nhớ cái vị trí của từng chi tiết, và những bu lông thì ta nên để vào trong một cái khay. Trong trường hợp này là rất là chật hẹp nên là ta xoay sở và tìm bu lông cũng như các chi tiết của máy thì rất là khó. Hôm trước là trời mưa cho nên là Mạnh Hùng chỉ giải một cái bạt để làm, vì lên nó rất là ướt. Bùn đất sẽ làm cho những con eco hoặc cu lông bị chốt. Ví dụ như chốt xẻ hay bị rơi. Tìm không thấy cho nên là rất mất rất nhiều thời gian. Tiếp theo là ta lắp cắt đăng.
thì lưu ý rằng là cái mắt cố định, mắt cứng ấy của các răng ở đầu trục sơ cấp cũng như là cầu là phải thẳng nhau, tránh lệch răng. Khi mà lệch như thế thì nó sẽ tạo ra một cái một văng như tâm, lệch tâm, nó như kiểu cái máy rung của cái đầm rung này, nó sẽ giật rung cái trục cắt đăng làm cho máy có tiếng kêu rung giật không ổn định. Khi lắp ở nơi chật hẹp như này, ta nên có cái bộ khẩu với cái tay mềm, cánh tay đấy, để cho vặn cho nó nhanh các bạn. Đấy, đối với máy Hồng Gia thì luôn có 16, 18 khẩu cũng cả lê, ta cứ mang toàn bộ vào một khay để khi mà ta với cũng như lấy thì nó rất là dễ dàng, tránh chạy ra chạy vào, mỗi lần di chuyển nó rất là vất vả. Video này Mạnh Hùng cũng xin tạm dừng ở đây. Các bạn thấy video hay và có ý nghĩa thì hãy cho Mạnh Hùng một like để những video tiếp theo được Mạnh Hùng có động lực nhiều hơn. Hãy vào YouTube Tươi Đặng Xuân để được những video mới nhất các bạn nhé. Xin hẹn các bạn những video tiếp theo. Bye bye.